kết quả năng suất nó rất cao và kết quả đều đặn và kết quả chất lượng rất tốt và kết quả không xếp nào có thể từ chối nó được huyệt tử cuối cùng của huyệt tử là đọc sách trong suốt một cái đời người thế này thì cái kỳ nó nằm ở nghe là đọc sách các bạn học về kinh tế thì các bạn thấy cứ mở mồm ra thằng nào cũng cây bia ấy. Mà chưa có dịp nào tôi nói sâu với các bạn về đó Thế là bắt đầu nó thành cái chuyện vớ vẩn Nó toàn dùng cây DI để nó thay cho cây BI. Thế bây giờ cây BI nó là cái gì? Kỳ nó là cái chìa khóa rồi Ai nó là một con số Hoặc một chỉ số Cho nên là index là thế Chỉ số chứng khoán là một thương số còn chữ pi thì nó là hiệu suất vậy thì doanh nghiệp nó có một quy trình sản xuất thế này ở một cái dây chuyền nào đó thì trong cái dây chuyền ấy nó sẽ có một cái công đoạn của quy trình nếu anh dí vào cái công đoạn đó thì lập tức mọi công đoạn khác nó dung chuyển và thế là kết quả nó đạt cái đích cuối cùng chứ còn dí vào tất cả là một điều nó mất đồng bộ và không thể làm được thì một dây chuyền sản xuất nó chỉ có một cái kỳ thôi còn của mình nó chơi tất cả cái kỳ thứ hai là ở trong cái công đoạn đó thì mức độ là bao nhiêu thì nó là tối ưu thì nó là ai tức là con số của một quy trình trục đấy chính là kpi đấy là chìa khóa thành công như vậy kpi chính là con số của một quy trình trục nhưng quy trình trục này phải là Một quy trình dẫn dắt Chứ không phải quy trình kết quả Bây giờ tao lấy một ví dụ Nó mới khảo sát 170.000 Những người thành công nhất thế giới Mà thành công dưới dạng rất ổn định Thành công Từ bé đến suốt đời Và bây giờ bạn lấy Lê Thẩm Dương ra Người ta nổi tiếng chỉ được đoạn thời gian Các bạn còn bé lắm Chứ còn lúc các bạn mới đẻ Khi tôi 30 tuổi tôi nổi tiếng lắm rồi Đầu tiên là ở khu vực Sài Gòn Sau đó toàn bộ khu vực phía Nam Sau đó thì ra khu vực toàn bộ toàn quốc Và cho tới lại bây giờ Thế tại sao lại lại như thế Thì cái bí quyết của cái người Mà một người thợ Thu nhập nó rất cao Xếp rất là quý Và anh ta Ăn suốt đời và cuối cùng anh ta lên phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật thế thì ở đâu ra trong một cái chuỗi phát triển đời người thế này một chuỗi thế này tại sao cái kết quả cuối cùng là cây gi của thằng tốt ấy tốt thế thế thì nó có một cái chìa khóa ở trong quá trình phát triển mọi người quy trình phát triển đều giống nhau 10 tuổi 20 tuổi 30 tuổi rồi đi học phổ thông học đại học đi làm một chuỗi thế này giống hết nhau Tại sao nó lại có những kẻ phân hạ hay thế? Vậy thì cái kỳ của đời người nó nằm ở đâu? Nếu phát hiện ra người ta mới xoáy vào đó Thế là cái thằng làm nghề ấy ủi, nghề nó xuất sắc không? Vậy thì nó điều tra 170.000 Những kẻ thành công Sau đó điều tra 230.000 những kẻ thất bại Thì trong cả quy trình đời người thì cái thằng thành công ấy, nó rất vô tình Nó mới dí vào khâu nào đó Mà nó không hiểu gì cái ai cả Nhưng nếu dí vào khâu đó Thì con người sẽ ăn Và những kiến thức này tôi dám khẳng định với các bạn Lần đầu tiên tôi nói Và các bạn cũng lần đầu tiên bạn biết Nhưng tôi đem tôi cho các bạn Phát triển cá nhân Ở từng công đoạn đời người Từng nhân tố Rồi đến khi bạn chín mõm rồi tôi mới kết luận đánh dùng một cái nhân tố nào và quy trình nào sẽ làm là yếu tố quyết định quyết định bạn ăn là một nhưng quan trọng nhất là ăn suốt đời còn em bạn em bạn giải tất cả các biến ra bạn thua ngay vậy biến huyệt tử là cái gì thì kết quả nó nghiên cứu thì nó cho kết quả trên tất cả những người thành công là thế này ví dụ tôi giao cho bạn sản xuất ra hoặc là phụ trách một công đoạn nào đó hoặc phụ trách một công việc mà trong công việc nó có nhiều đoạn thế này bạn làm cho tôi Bất kể những việc gì mà mỗi người đang làm trong lớp này Thì nó mới thấy rằng ấy, Hóa ra huyệt tử của vấn đề là thế này Thì thằng Harvard nó mới tổng kết ra Đó là mày học Nhưng mày phải để tâm Thì các bạn chết ở nhân tố để tâm Nhưng biểu hiện của để tâm là gì Thì hóa ra những thằng làm nghề ấy, Nó về nó làm nó làm cho con ốc rồi quy trình trên cái máy ấy là làm cho con ốc nó nhiều công đoạn lắm nguyên liệu đầu vào thái độ lao động đi đúng giờ mãi mãi thì nó mới thành công được nhưng cái nhân tố kpi nó nằm ở chỗ là nó rất để tâm cho quá trình làm cái nghề đó nói ngắn gọn là là cậu đọc sách và cậu ấy thực hành cái sách đấy đọc thực hành đọc thực hành thì nó mới phát hiện ra hóa ra nó là bao nhiêu từ dùng cũng được nhân tố kpi của nó là đam mê cũng được để tâm cũng được nó đều một nội dung hết để tâm cũng được đam mê cũng được nhưng cụ thể hóa của đam mê và để tâm là gì là đọc sách về cái nghề đó và phát triển bản thân mình tức là sách về cái nghề đó và xung quanh cái nghề đó nó tuyệt đối nó không dừng lại cho nên cậu cải tiến kỹ thuật cực kỳ siêu cái động thái kỹ năng của nó tay trái tay phải đá hai chân luôn và kết quả năng suất nó rất cao và kết quả đều đặn và kết quả chất lượng rất tốt và kết quả không xếp nào có thể từ chối nó được mà chính nó không biết nhưng mà huyệt tử cuối cùng của huyệt tử là đọc sách như vậy trong suốt một cái đời người thế này thì cái cây nó nằm ở nghề là đọc sách sách nghề và sách phát triển mình sách ứng xử và kết quả từ đó thì ban lãnh đạo nó quyết định một quý anh không đọc cho tôi 100 cuốn sách tôi không dùng anh nữa và 100 cuốn sách trở thành cây bí ảnh chứ nó không khoán một tí sản phẩm nào cả không có liên quan gì doanh số cả với một cuốn sách thì lập tức doanh số bùng nổ luôn vì nó là chỉ số dẫn dắt cho nên là các bạn ạ ở giáo dục nước ngoài ở trong lớp này bạn nào học tiến sĩ thì biết sang anh chẳng hạn thạc sĩ nó còn dạy được khoảng 9 môn minimum nhưng mà ở anh ở mỹ tiến sĩ nó có dạy thế nào đâu nhưng quá trình hướng dẫn bọn tôi cũng vậy cứ mỗi một tuần mày đọc cho tao ba cuốn mà ba cuốn dày thế này, này bằng cả trăm cuốn người ta xong nó cho một cái đầu bài cuối tuần mày nộp lại cho tao bằng một cái bài luận trên cơ sở cái đầu bài đó nếu anh không đọc hết ba cuốn đó anh không thể viết được mà nó chỉ ém xuống 40 trang đó. có nghĩa là mày phải đọc rất nhuyễn mày mới nén lại được nó cho liên tục thế là tự khắc thành tiến sĩ vậy cái ký ở đây nó nằm cho đó cho nên cả thế giới nó mới phát động phong trào đọc sách Đó chính là cái kỳ của xã hội đấy Các bạn ạ Và nhờ có đọc Mà các bạn thấy doanh số nó tăng ào ào Ứng xử với sếp vững ào ào Ý kiến phản biện vững ào ào Và khi bạn làm trên dây chuyền ấy, Bạn cải tiến ào ào Thế là năng suất bạn cao Thế là bạn lên Vậy thì cái kỳ Nó không nằm ở Là đúng giả Nếu là đúng kỳ nhé Kỳ của nó không nằm ở doanh số khoán Và cái kỳ nó không phải là Ở luyện thao tác Cho nhanh Cái kỳ nó nằm ở đọc sách ấy. Sách nghề Và sách ngoài nghề Cho nên người ta mới đẩy kỳ là Tự mình đẩy mình Một quý Đọc một cuốn xong tăng dần lên hai cuốn xong đến một năm đọc 10 cuốn xong đến một năm đọc 40 mươi cuốn bạn thử xem thế bây giờ tiền mua sách không có thì bạn làm cái thẻ thư viện chục ngàn chứ cứ bắt bạn ấy bạn lại ngụy biện em không có tiền bạn quên mà đi vậy thì tôi nói cho các bạn các bạn không đọc được thì các bạn đến đây nghe tôi, tôi đọc dùng các bạn, còn cái hạng mà cứ ngồi chết một số ấy, mày chỉ bột phát được một giai đoạn thôi, mới ra trường kiến thức còn nóng, làm được ba hồi bằng cái sự vụ sống là không đóng nó tịt luôn, và cái tầng nhân sự ấy nó báo với sếp loại người này không dùng nữa, bởi vì cái kia bị hỏng đó rồi tôi nói một ví dụ và đó là kết quả cuối cùng của nghiên cứu của người mỹ đấy cái kỳ của đời bạn chính là đọc sách đọc sách dưới dạng này đọc cuốn sách này lật cái google lên này hỏi thằng chat gpt này sau đó hỏi thằng thợ bên cạnh này chứ không phải đọc sách theo cái kiểu nghĩa đen nhé đúng nghĩa lên nên nói học học nữa học mãi bạn nắm được cái kỳ của đời người rồi đấy nhưng mới với điều kiện học mãi nhé sau đó học tưởng đủ nhá nhé học nữa đến ngày đúng ngày 30 tháng 4 một tháng năm này tôi sẽ chỉ đích danh nếu bạn nào thích tôi chỉ đích danh lại cho con. các bạn ạ à? và tôi chắc chắn tôi chưa nói hết đâu các bạn cứ từ từ như vậy buổi sáng hôm nay tôi mở bài cho bạn một cái điều như vậy cho nên đọc sách và học học này học thằng bạn này Học thằng thầy này Học thằng sách này Tức là nó tự chung lại chứ đọc sách Thì đời các bạn có một cái đòn bẩy Cho tao một điểm tựa Tao bẩy tung trái đất lên Cho tao điểm tựa Tao bẩy tung đời tao lên Thì điểm tựa vĩ đại nhất của các bạn Cánh tay đòn nó dài ấy, Chính là học ấy, Chính là đọc đấy Và đó là cái kỳ Và nếu mà tôi sử dụng các bạn Tôi sẽ khoán thế này này Tôi khoán KPI Tôi khoán 100 cuốn Một năm Thế rồi, và tao sẽ bắt mày thu hoạch, tao sẽ bắt mày đưa minh chứng, mày không đọc, đuổi mày lên. Đấy mới là chỉ số đánh giá nhân viên. đấy Một kiến thức ấy thôi, nó cũng đáng tiền học phí các bạn rồi đấy, tôi nói thật. Trường Doanh Nhân Pia